Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Sự chào bình minh. Sáng thứ sáu ngày 18 tháng 10 hôm nay gồm có Thổ Loan báo ngưng chiến 5 ngày tại Syria theo đề nghị của Hoa Kỳ để cho người quốc có một hành lang an toàn để rút lui. Trong khi đó, về thỏa ước Brexit của nước Anh với Liên Âu sẽ được trình tại Quốc hội Anh vào ngày mai thứ bảy tuần này. Cũng liên quan tới đề tài Âu Châu, Liên Âu chuẩn bị cho thảo luận ngân sách tài khoá 2021 cho tới 2027. Trong khi đó thì tin tức cho hay là tổng sản lượng của Trung Hoa trong quý 3 của năm nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 30 năm. Cũng chính vì vấn đề kinh tế của Trung Hoa đang trên đà suy thoái cho nên chứng khoán thế giới đã bị giảm mạnh sau những tin tức xấu về kinh tế của Hoa Lục. Trong khi đó thì Đức đã chấp thuận cho công ty Huawei thành lập hệ thống Internet 5G bất chấp áp lực của Mỹ. Tổng thống Trump tới Dallas để biểu dương lực lượng và vận động tái tranh cử ở bên ngoài của trung tâm American Airlines Center. Tin tức cho biết có khoảng 30.000 người tới tham dự để ủng hộ cho ông. Băng đảng ma túy tấn công lực lượng an ninh giải thoát con trai của tay trùm ma túy El Chapo. Cũng liên quan tới Mỹ Tây Cơ, chính phủ Mỹ trục xuất 311 người Ấn về lại Ấn Độ. Tình hình tại Lebanon biểu tình chống đối chính phủ vì luật thuế mới áp đặt trên thuốc lá, xăng dầu và báo chí. Nước Nhật ước tính thương ước giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ tăng tổng sản lượng GDP lên gần 1%, 0.8%, ước tính trong vòng từ 10 cho tới 20 năm. Trong khi đó, tình hình tại Hồng Kông trong cuối tuần này chờ đợi sẽ lại có những cuộc biểu tình tương đối lớn và rầm rộ. Pháp thừa nhận khách du lịch tới Hồng Kông đã giảm rất nhiều, thành thử ra mãi lực bán rượu cô nhắc, rượu Tây, mặc ten đã bị giảm theo. Tình hình Barcelona vẫn tiếp tục biểu tình bước qua ngày thứ năm. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc xác nhận vụ điện thoại với lại Ukraine có chuyện là có qua có lại, tiếng Latin được gọi là quo pro quo. Điều này có thể tác hại tới ông Trump hay sao? Chúng ta sẽ chờ xem. Một tòa án tại Hồng Kông y án lệnh cấm hôn những người đồng tính. Và Trung Hoa dự tính nâng cao tổng số người săn sóc cho những người cao niên lên 2 triệu người bằng cách là giảm những đòi hỏi quy luật về vấn đề bằng cấp để săn sóc cho người già. Anh chắc anh đọc thiếu chữ cấm hôn nhân mà anh đọc thành cấm hôn. À, cấm hôn đồng tính, ok. Sáng hôm nay thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi, có những cái lỗi nhỏ. Trở lại với phần điểm tin thì một cựu hội trưởng của trường Yaman International School, trường quốc tế, đó là ông Osma Karaka. Đây là ngôi trường do giáo sĩ Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang lưu vong ở tại Mỹ bởi vì sợ chính quyền Thổ bắt cóc, bắt giam. Và ông là người đã thành lập hệ thống trường đạo này, giáo sĩ Fethullah Gulen. Về chuyện ở trong nước, Việt Nam vẫn còn dối trá,
không có điều gì lạ nếu không dối trá mới là điều lạ. Thành lập dự án xây Freeway Sài Gòn Tây Ninh dài 55 cây số. Thưa quý vị, đó là các tin liên quan tới chính thức và thời sự trong ngày thứ sáu ngày hôm nay. Sau đây chúng tôi xin được đi vào chi tiết cái bản tin tương đối là gây chú ý. Đó là sau cái cuộc họp của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi phái đoàn của Phó Tổng thống Mike Pence cùng với lại Ngoại trưởng ông Mike Pompeo và một số quý vị cố vấn trong đội ngũ an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đã đạt được với lại chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua. Chính quyền Thổ loan báo sẽ ngưng chiến 5 ngày tại Syria để mở một cái hành lang an toàn cho những người quốc rút lui. Trong khi đó thì Phó Tổng thống Mike Pence cũng tuyên bố là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp đặt lệnh cấm vận kinh tế lên Thổ Nhĩ Kỳ cho tới khi nào lệnh cấm vận, chúng tôi xin lỗi, lệnh ngừng bắn này coi như là dài hạn và vĩnh viễn. Xin mời chị Quỳnh Anh. Vâng, cảm ơn chị Vũ Kiểm. Và thưa quý vị, thì mặc dù trước đó bên phía của Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận là ban hành cái chương trình ngừng bắn tạm thời trong vòng 5 ngày, nhưng mà hôm nay vẫn có nhiều tiếng súng nổ vang được nghe thấy ở thị trấn Al-Rashin tại mạng đông bắc của Syria, cho thấy là bên phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ vũ khí. Và cái việc mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân sang tham chiến cũng như là đẩy lùi các cứ điểm của phe người Kurd tại Syria đã được các chuyên gia cho là đã gây ra một cái làn sóng khủng hoảng nhân đạo mới, khi mà kể từ đó đến nay chỉ mới 2 tuần lễ thôi mà đã có 200.000 người lâm vào cảnh sống lưu vong và nhiều người khác bị thiệt mạng. Việc mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân sang tấn công cũng mở đường khiến cho hàng ngàn chiến binh khủng bố ISIS vượt ngục, và đây cũng là mối lo ngại chung cho các quốc gia Tây phương. Và nếu như mà cái thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được trong tương lai sắp tới mà tiếp tục duy trì, thì đây sẽ là một cơ hội để cho hai quốc gia này hàn gắn lại những cái bất đồng trong suốt thời gian qua, trong đó bao gồm việc Thổ Nhĩ Kỳ đã từng mua cái hệ thống phòng thủ hỏa tiễn S-400 của Nga mà Hoa Kỳ liên tiếp phản đối. Dạ vâng, trong cái vụ này thì chúng ta phải nhấn mạnh đến cái chuyện điểm thứ nhất, tức là ông Mike Pence nói rằng là có lệnh ngưng bắn ở giữa Thổ và những cái người Cơ ở ngay cái mục chiến trường miền Đông Bắc. Tuy nhiên Thổ xác nhận rằng là họ chỉ ngưng bắn 5 ngày thôi để cho những cái người Cơ đó được trở về khỏi cái khu vực mà họ gọi là vùng an toàn. Thổ mưu định lập một vùng an toàn cho người tị nạn Syria tới 2-3 triệu người hiện nay đang cư trú trên đất Thổ. Thổ sẽ đưa 2-3 triệu người đó về một cái vùng trái đồn, vùng an toàn nằm ở giữa biên giới của Thổ và biên giới Syria dọc theo vùng Đông Bắc, tức là mạng đông của sông Euphrates. Thì tại nơi đây, Thổ đã làm như vậy rồi và Thổ đã chiếm gần hết. Và sáng nay thì như chị Quỳnh Anh nói là súng vẫn còn nổ tại một đôi nơi ở vùng này. Tuy nhiên, Thổ nói rằng là họ sẽ ngưng 5 ngày. Có lẽ rằng những cái lệnh ngưng đó nó chưa đến kịp những cái tay súng đang có ở những nơi xa xôi, mà phải nói rằng là không có cái vấn đề liên lạc cho dễ. Rồi đồng thời thì phía Hoa Kỳ nói rằng là họ sẽ tiếp tục cái lệnh cấm vận cho đến khi nào cái lệnh ngưng bắn này được hoàn toàn hiệu lực. Thì Thổ chỉ nói rằng họ chỉ mục đích của họ là làm một cái vùng giảm chiến không có chờ an toàn cho người dân Syria sống mà thôi. Họ không có mưu định tiến vào xa hơn. Và thực sự ra thì người Thổ họ muốn chiếm cái khu vực này để làm một vùng trải đồ ngắn cách giữa quân Cơ và những cái người Cơ chống chính quyền Thổ ở trên đất Thổ mà thôi. Thành ra họ sẽ không có ý định đi xa hơn. Đó là nhiều người đồn đoán. Tuy nhiên thì không ai biết là mục đích sâu xa của Thổ như thế nào về việc này. Ông Pence thì một mặt ông đã thương thuyết xong với người Thổ, và một mặt thì ông rất là ca ngợi ông Trump, giống như là đệ tử thì phải ca ngợi sếp thôi. Ông bảo rằng cái này là ông Trump rất là hay để làm cho ông thương thuyết, để ngăn cản cái cuộc tương tàn ở giữa những người Thổ và người Cơ vân vân. Thì nói chung là tình hình tiến đến như vậy. Nhưng mà những quan sát viên thì cho rằng cái việc Hoa Kỳ rút lui khỏi cái vùng trái đồn này đã làm tăng ảnh hưởng của người Nga với lại là người Iran ở trên đất của Syria. Và một cái lần nữa thì cái nơi mà lộn xộn nhất vẫn là cái nơi mà người ta nói đến, đó là Kobani. Thực sự ra thì Kobani nó không nằm trên cái vùng mà người Thổ dự định lập khu an toàn, bởi vì Kobani nằm về mạng
màng tây của sông Euphrates, tức là ở phía bên ngoài khu an toàn đó, nhưng mà đặc biệt nhất là ở tại Kobani, là cái nơi mà người Nga và người Hoa Kỳ đã từng, người Syria và người Hoa Kỳ đã từng lập ra một cái phái đoàn tuần tra chung để lập an ninh trong thành phố Kobani. Tuy nhiên thì bây giờ đây người Hoa Kỳ chuẩn bị để rút lui ra khỏi Kobani, bởi vì những cái thỏa thuận ngầm giữa ông Trump và ông Erdogan thì không ai được biết về chuyện này. Nhưng mà ngày hôm qua thì súng nổ rất mạnh ở tại nơi đây, nhưng mà người Hoa Kỳ thì vẫn được bảo đảm là họ sẽ không có bị tấn công bởi quân Syria cũng như quân người Nga, chỉ vì ai cũng biết rằng là lực lượng Hoa Kỳ rất là mạnh, họ sẵn sàng trả đũa mỗi khi họ bị tấn công. Và ngày hôm trước thì có tin rằng khi mà bom nổ và phi cơ của người Syria hoặc là người Nga bay đến, thì phi cơ Hoa Kỳ trên hàng không một hàng cũng bay đến thị uy và họ đã rút lui. Nói tóm lại, đã giới phân tích thời cuộc cho biết là cái kết quả đạt được tạm thời này của Hoa Kỳ đó, chính xác là chỉ để cho thế giới thấy là Mỹ không có phải là vô nhân đạo bỏ rơi người quốc. Muốn thương lượng với chính quyền thổ cho 5 ngày, có một cái hành lang an toàn để cho họ rút lui thôi. Chứ còn biên phế Thổ Nhĩ Kỳ, ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Cavusoglu, thì vẫn cho rằng vẫn có cái mưu đồ của họ, nhìn cơ vừa mới phân tích, tức là họ sẽ không có rút lui ra khỏi cái khu vực biên giới, cái vùng trái độn mà như anh muốn nói đó. Thành thử ra cái bản tin này nó cũng có những cái chiều suy nghĩ khác nhau giữa hai bên. Còn bên phía Hoa Kỳ đó là muốn trấn an dư luận của thế giới là chúng tôi không phải là một quốc gia vô nhân đạo mà bỏ rơi người quốc. Thưa anh, trong cái vụ này thì người có cái vụ này thì người Thổ sẽ không có tấn công quá xa cái vùng mà họ kêu là vùng an toàn đó. Họ mục đích của họ là chỉ lập vùng an toàn mà thôi, chứ họ không có muốn tiến sâu vào trong nội địa của nước Thổ. Vì thứ nhất họ không ở của nước Syria, vì thứ nhất họ không đủ sức mạnh để mà làm như vậy. Khi mà họ tiến xa quá thì họ không đủ sức, cho nên họ chỉ làm mức an toàn mà thôi. Và Hoa Kỳ cũng chỉ muốn ngang đó để mà Hoa Kỳ có thể rút những cái 1.000 quân của người của Hoa Kỳ đi về để khỏi phải ủng hộ người cơ nữa. Mà bây giờ người cơ đã lên tiếng nói rằng là họ thôi không hợp tác với Hoa Kỳ, và họ bắt đầu hợp tác với chính quyền Syria để bảo đảm sự an toàn cho họ. Thành ra cái vấn đề này có vẻ như là sắp sửa được giải quyết. Và thêm nữa thì một phát ngôn viên đại diện cho Hoa Kỳ đã đưa ra một lời tuyên bố nói rằng là cái thỏa ước mà ông Pence ký với là ông Erdogan ở tại Ankara là cái thỏa ước chỉ liên quan đến cái vùng Mạng Đông, tức là cái vùng mà bên sông Euphrates Mạng Đông, tức là cái vùng mà người Thổ nói rằng họ lập khu an toàn đó mà thôi, chứ ngoài ra không có đi quá xa cả cái vùng này. Cái thỏa thuận không có toàn diện, và dạ bên phía Thổ Nhĩ Kỳ thì tránh được cái tiếng là xâm lăng Syria. Dạ thành thử ra cái vùng trái độn đó, một khi mà lực lượng quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có mặt ở ngay đó thì chắc chắn nó sẽ trở thành ra là cái tâm điểm coi như là nhức nhối tranh chấp, nó y hệt như là cái vùng Kashmir giữa Ấn Độ với lại Pakistan nếu mà về lâu về dài. Thành thử ra đây là một cái điều mà chỉ là coi như là hạ nhiệt cái tình hình ở tại khu vực đó mà thôi. Về tình hình Brexit vào ngày mai thì liệu các vị lập pháp của Nghị viện Anh có đồng ý cái sự yêu cầu của Thủ tướng Johnson là ông kêu gọi các vị hãy ủng hộ cái thỏa thuận đã đạt được trong cuộc họp với Liên Âu ngày thứ năm hay không, chị Quỳnh Anh? Dạ vâng, và thưa quý vị, nói chi tiết thêm về cuộc họp này thì sau 11 tiếng đồng hồ đàm phán thì giới chức trách đại diện cho Anh Quốc và Liên Âu đã đạt được một cái thỏa thuận gọi là tạm thời. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nghi vấn là không biết bên phía Quốc hội Anh người ta có bỏ phiếu thông qua cái thỏa thuận tạm thời này hay không. Và cái trong cái thỏa thuận vừa mới đạt được giữa bên phía Anh Quốc và Âu Châu thì giữa biên giới của Á Nhĩ Lan và vùng Bắc Á Nhĩ Lan do Anh kiểm soát sẽ không tồn tại bất kỳ cái đường biên giới nào, cũng như là không có những cái cửa khẩu quan thuế được dựng lên, cho thấy là điều này nhận được cái sự ủng hộ rất là nhiều từ phía bên Anh Quốc. Tuy nhiên, bên phía đảng Dân Chủ của Bắc Á Nhĩ Lan thì họ lại nói rằng họ không chịu cái thỏa thuận này, và vào ngày mai thì không biết bên phía Quốc hội Anh sẽ đưa ra quyết định như thế nào về vấn đề nêu trên. Yeah. Dạ vâng. Thì dĩ nhiên Quốc hội Anh có tới là 630 ghế, và hiện nay thì hơn một nửa là ông đảng bảo thủ chỉ chiếm được không tới một nửa. Và gần đây nhất trong cái thời gian mà tranh chấp giữa ông Boris Johnson với là những người trong đảng bảo thủ
thì ông đã cách chức, không có cho, kêu là khai trừ khỏi đảng 30 người. Thành ra 30 người đó thì họ có thể, một số người vẫn còn ủng hộ ông, một số người thì có thể không. Đó là cái điều đáng kể nhất. Bởi vì đảng bảo thủ, toàn bộ đảng bảo thủ trước cái ngày trục xuất thì họ phải cần thêm 7 ghế nữa của đảng DUP. Mà đảng DUP là đảng của Bắc Ái Nhĩ Lan thì mới đạt được đa số. Nhưng bây giờ đó, hai việc. Việc thứ nhất là đảng DUP nói rằng họ không ủng hộ cái thỏa ước này. Bởi vì cái thỏa ước này quy định rằng là họ phải ở trong cái vùng single market của Liên Âu, mà họ thì không muốn tách mình ra khỏi Liên Âu. Họ cho rằng cái điều, vì đảng DUP là đảng mà chủ trương rằng là Bắc Ái Nhĩ Lan là một phần của Liên Hiệp Anh, cho nên họ không muốn có những cái dấu hiệu gì chứng tỏ rằng là họ không phải là người Anh hết. Thành ra họ muốn như vậy bởi vì họ sợ rằng là trong tương lai nếu họ không mạnh mẽ thì họ sẽ bị đẩy vào trong cái sự cai trị của Ái Nhĩ Lan để mà tạo ra một cái sự đoàn kết, nghĩa là không còn Bắc Ái Nhĩ Lan nữa, cho nên họ chống lại cái hiệp định này. Cái hiệp định này thì quy định rằng là Bắc Ái Nhĩ Lan sẽ ở trong cái vòng kinh tế, vòng kêu là luật lệ kinh tế của Liên Âu, nhưng mà ở trong tình trạng thuế quan của người Anh. Hai việc ở đó nó khác. Thuế quan người Anh là chịu thuế, còn cái regulation của Liên Âu thì phải chịu, bởi vì họ muốn tránh cái đường biên giới giữa Bắc Ái Nhĩ Lan và Anh Nhĩ Lan được thành lập, cho nên họ mới đưa ra cái đạo luật đó. Tức là cái vấn đề này là người Bắc Ái Nhĩ Lan họ ở trong cái vùng single market của người Anh, của Liên Âu, tức là phụ thuộc vào cái tình trạng kiểm soát của Liên Âu, nhưng mà về thuế thì thuộc về nước Anh. Nó rất là lôi thôi như vậy. Vì vậy cho nên DUP họ không muốn, họ muốn hoàn toàn là đứng về nước Anh, cho họ không muốn chia ra như vậy, là họ chống cái chuyện này. Thì bây giờ còn ai còn chống nữa? Thứ hai nữa là Đảng Lao động thì hoàn toàn là chống ông Boris Johnson rồi. Người đảng thứ ba gọi là đảng cấp tiến về dân chủ, đảng này chủ trương ở lại Liên Âu, cho nên họ cũng chống cái đạo luật của ông, cái thỏa thuận của ông Boris Johnson. Và đảng thứ tư là đảng Brexit. Đảng này gọi là đảng Brexit, nhưng mà họ không đồng ý với đường lối Brexit của ông Boris Johnson. Họ cho rằng đường lối này còn yếu quá, không có được. Còn đối với họ là chỉ có Brexit no deal mà thôi. Cho nên họ rất là họ có thể chống được. Và họ loan báo rằng họ sẽ không bỏ phiếu. Và vì vậy cho nên tình hình rất là gay go. Tuy vậy thì ông Boris Johnson vẫn lớn tiếng nói rằng là không sao, quốc hội sẽ ủng hộ ông vào ngày mai. Một trong những vấn đề nữa cũng là cái hệ lụy của Brexit, đó là ngân sách tài khoá của Liên Âu từ năm 2021 tới 2027. Điều này có nghĩa tức là sau khi mà nước Anh tách ra khỏi Liên Âu, tức là đã Brexit rồi, thì trong trường hợp đó cái vế thứ nhất đó, nước Anh không đóng góp nữa, thì cái ngân sách này sẽ được thảo luận và với cái con số là bao nhiêu. Tin cũng cho biết sơ khởi là nước Đức và một nhóm các quốc gia ở vùng Bắc Âu, tức là cái nhóm Nordic đó, ủng hộ cái ngân sách ít hơn là cái điều mà những các quốc gia ở ngay Nam Âu và các quốc gia chính như là Pháp đều ủng hộ. Thì cái điều này nó sẽ ảnh hưởng ra sao và chi tiết như thế nào? Dạ vâng, thưa quý vị, thì thậm chí bên phía quốc hội của Âu Châu còn muốn cái ngân sách còn cao hơn lời đề nghị của Phần Lan, là quốc gia đang nắm giữ chức vụ là chủ tịch luân phiên của Liên minh Âu Châu. Thì theo lời đề nghị của Phần Lan thì trong vòng thời gian từ năm 2021 đến năm 2027 thì Liên Âu sẽ được quyền chi tiêu khoảng chừng 1.2 ngàn tỷ Mỹ Kim, tức chiếm khoảng là 1.03 cho đến 1.08% so với tổng cái doanh thu mà khối này đạt được, viết tắt là GNI. Như Quang Anh hồi nãy đã nói là bên phía Quốc hội của Âu Châu còn muốn cái chi tiêu ngân sách của khối này phải chiếm khoảng 1.3% tổng số GNI, chứ không có thấp như là bên phía Phần Lan đã đề nghị. Và đây sẽ là cái kế hoạch chi tiêu ngân sách đầu tiên của Liên minh Âu Châu sau khi mà Anh Quốc rời khỏi Liên Âu. Nếu như mà mọi chuyện không có gì thay đổi thì bên phía Anh Quốc sẽ rời khỏi Liên Âu vào ngày 31 tháng 10. Dạ vâng, ở đây thì chúng ta phải để ý một điều. Tức là đây là cái ngân sách mà các quốc gia trong Liên Âu, 27 quốc gia phải đóng góp. Thì họ dự trù là đóng góp. Phía Quốc hội Liên Âu đề nghị rằng đóng góp 1.3. Nhưng mà các quốc gia khác thì đề nghị rằng là như là nước Đức chẳng hạn, đề nghị nó thấp hơn.
chừng 1.0, 3 hoặc là 1.0 mấy đó thôi. Trong lúc đó thì các cái quốc gia mà nghèo, tức là ví dụ như Ba Lan, Hungary, mấy quốc gia nghèo thì họ đề nghị cao lắm, họ đề nghị 1.8 hoặc là nhiều hơn, và Quốc hội Liên Âu đề nghị đến 1.3. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu mà cái tỷ số đó càng lớn thì ngân sách càng lớn, tỷ số đó lớn thì mấy cái nước giàu như nước Đức, nước Pháp họ phải đóng thuế nhiều hơn cho Liên Âu, trong khi đó mấy nước nhỏ họ cũng đóng nhiều hơn, nhưng mà cái tỷ lệ nhiều hơn của họ rất ít, bởi vì ngân sách của họ nhỏ quá, họ không thể đóng nhiều, cho nên họ chủ trương cái mức đóng nó thiệt cao để cho mấy nước lớn họ đóng vô nhiều, thì lúc bây giờ họ mới có lời, mấy nước nghèo mới có lời. Cho nên đôi bên tranh chấp nhau là vì như vậy, mấy nước lớn thì muốn nhỏ lại để cho họ đóng ít, thì mấy quốc gia kia cũng đóng ít, nhưng mà họ đóng ít hơn, vì bởi vì cái mức ít của mấy cái nước mà như Đức và Pháp đóng vào theo cái tỷ lệ đó thì họ đóng ít hơn nhiều lắm. Còn nếu mà nâng lên từ 1.1 cho đến 1.03 là nhiều, cho nên họ không muốn cái chuyện nhiều đó, mà mấy nước nhỏ thì muốn cho mấy nước lớn đóng thiệt nhiều, thì họ nâng lên như vậy là bởi vì mấy nước lớn đóng nhiều họ cũng phải đóng nhiều, nhưng mà mức nhiều của họ không đáng gì so với cái giữa 1.03 và 1.1. thì đó là cái nội dung của cái cuộc tranh chấp này. Cái vấn đề về ngân sách nó cũng tương tự như là của khối NATO, tức là tính cái tỷ lệ dựa trên cái tổng sản lượng kim ngạch của một quốc gia, cái GDP. Dạ vâng. Cho nên ông Trump nói là không fair. Có nhiều nước hoặc là những nước nhỏ, những nước nghèo họ nói không fair. Nước tôi tổng sản lượng chỉ bằng có tí tị như vậy, trong khi quý vị cả một cái bàn tay mà bắt chúng tôi đóng cùng một cái kim ngạch như vậy, chẳng hạn như đồng đều hết là 5%, chúng tôi chịu sao nổi. Dạ vâng, thưa anh, trong đó, cái vấn đề mà NATO nó lại có hơi khác một chút. NATO quy định rằng là tất cả những quốc gia đều phải đóng 2% trên tổng sản lượng nội địa, 2%. Hoa Kỳ đóng tới 3-4%, bởi vì Hoa Kỳ tự thấy rằng mình có cần nhiều và họ đưa ra cái ngân sách của họ đóng trên 2%. Trong lúc đó nước Đức đóng không tới 2%, nước Đức là nước giàu nhất, đóng không tới 2%, còn mấy cái nước nghèo như Ba Lan là hầu như họ không thèm đóng nữa. Thành ra ngân sách của NATO nó rất là thấp, mà Hoa Kỳ thì cứ ông Trump, chỉ có đời ông Trump ông mới cương quyết là đòi cho được cái mức độ 2%, nhưng mà nước Đức cứ ì ra, không có chịu đóng tới 2% nữa. Nước Pháp cũng không đóng tới, chỉ còn mấy nước nhỏ mà thân với Hoa Kỳ như Ba Lan thì họ đóng 2%, nhưng mà họ quá nhỏ, ngân sách của họ không có bao nhiêu, bởi vì họ đóng 2% hay họ đóng 1.5 cũng không tới đâu, cũng không xa cách bao nhiêu. Nhưng mà nước Đức thì không được, nước Đức thì 2% và 1.5% thì nhiều lắm, cho nên họ dứt hoặc họ không chịu đóng, họ chỉ đóng 1.5 thôi. Đó là tình hình của NATO. Đã đúng như vậy. Và thêm một cái lý do chính đáng nữa mà bên các nước gia, quốc gia bên Âu Châu họ chống Mỹ, đó là NATO do Mỹ thành lập. Anh là cái người thành lập sau cái vụ 911, anh giàu, anh hào phóng, cho nên anh phải chi chứ. Thưa đúng anh, không? Là NATO là mục đích của Mỹ là để dương cái dù ra, mục đích là bảo vệ châu Âu, nhưng mà thực sự ra là họ lập một cái hàng rào miễn dịch giữa người Nga và Hoa Kỳ. Tức là sau cái cuộc chiến tranh lạnh đó, thì đó cũng là một cái chiến lược rất là hay. Với tin tổng sản lượng nội địa của Trung Hoa đã giảm thấp nhất tính từ 30 năm qua, tức là của quý 3 Tam Cá Nguyệt của năm nay. Một trong những lý do chính bản tin cho biết đó là cái mức xuất cảng yếu kém, nhưng mà chắc chắn xuất cảng để đi đâu? Để đi nhập cảng vào các quốc gia khác, đúng không? Thành thử ra nó cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề thương chiến với lại Hoa Kỳ. Mời chị Quỳnh Anh. Dạ vâng, cảm ơn chị Vũ Kiểm. Và bên phía cơ quan Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng cảnh báo là cái việc chiến tranh mậu dịch giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ nếu như mà tiếp tục kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mức tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu và đẩy nền kinh tế xuống cái mức suy thoái giống như là hồi thời kỳ năm 2008 và năm 2009. Và sau khi mà hay được thông tin về cái mức tăng trưởng kinh tế trong Tam Cá Nguyệt thứ ba của Trung Hoa giảm mạnh thì thị trường chứng khoán trên thế giới đã có nhiều chuyển biến. Điển hình là ở khu vực Âu Châu đã giảm từ 0.1 cho đến 0.3%. Thị trường chứng khoán tại châu Á hầu hết tập trung tại Trung Hoa thì giảm 1.2%. Và tiền tệ trên thế giới cũng bị ảnh hưởng khi mà đồng bảng Anh và đồng Hoa Kỳ cũng bị giảm vì cái thông tin này. Dạ. Anh Cơ có thêm chi tiết nào nữa không? Dạ vâng. Tức là tác động sẽ giống như là giới kinh doanh và các nhà kinh tế đã dự đoán trước cái sự phỏng đoán nếu mà về lâu về dài thì sẽ càng ngày càng tệ hại. Trong khi đó thì bất chấp cái áp lực của Hoa Kỳ và một số các quốc gia ở Tây Phương,
Đức đã chấp thuận cho công ty Huawei thành lập cái hệ thống Internet tốc độ coi như là thật nhanh, 5G. Một trong những cái lý do chính ở đây đó, tại sao bên phía Đức lại coi như là bỏ qua cái lời yêu cầu cũng như là răn đe của Hoa Kỳ và một số các quốc gia đồng minh Tây phương khác. Trong khi đó đó thì bên phía Huawei nói rằng chúng tôi sẽ không có cái chuyện là một cái hệ thống để mà coi như là theo dõi và an ninh bí mật ở đằng sau cái vấn đề thành lập 5G này, anh Cơ và chị. Dạ vâng, nói thì cái nguyên do cũng vẫn là kinh tế mà thôi. Dạ vâng, và bất chấp lời kêu gọi của Hoa Kỳ trong suốt thời gian qua, Đức là quốc gia được cho là đầu tiên đã muốn ký kết hợp đồng với lại công ty Huawei đặt trụ sở tại Bắc Kinh, mà công ty này đang bị cáo buộc là tay sai của phía Cộng sản Trung Hoa giúp cho họ thu thập những thông tin bí mật từ phía những quốc gia ở ngoại quốc. Và trong suốt thời gian qua thì Australia, New Zealand và Anh Quốc cũng đã tuyên bố là không có giao du nhiều với lại Huawei vì cái lý do mà vừa đề cập ở trên. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới thì bên phía Pháp cũng sẽ sớm đưa ra quyết định là họ có hay không ký kết hợp đồng với lại Huawei. Và bên phía Huawei thì suốt thời gian qua cũng nói là họ không phải là tay sai của Cộng sản Bắc Kinh. Và bất chấp những cáo buộc từ phía Hoa Kỳ, công ty này đã ký kết hơn 60 cái hợp đồng hệ thống mạng 5G với những quốc gia trên thế giới, điển hình là 200 thành phố lớn nhất ở trên toàn cầu. Yeah. Dạ vâng, thì phải nói là như thế này là đúng hơn. Chúng tôi đoán rằng là vấn đề thứ nhất là Huawei với lại là Hoa Kỳ. Thì Huawei theo lời Hoa Kỳ là Huawei là một trong những cái con bài của người Trung Hoa để mà dò thám các quốc gia khác. Bởi vì Trung Hoa nó có cái luật là mỗi lần tất cả những cái công ty của họ, nếu người Trung Hoa, chính quyền Trung Hoa muốn họ đưa data thì họ phải đưa data, họ không có quyền là không đưa data, đó là luật bắt buộc. Cho nên Hoa Kỳ sợ cái luật đó. Và người Huawei nói rằng họ không phải là công ty của Bắc Kinh, cho nên cái chuyện đó không có lo, bởi vì họ không làm điều đó. Nhưng mà người Cộng sản nói và người Cộng sản làm là cái điều ai cũng biết rằng không có bao giờ giống nhau. Cho nên phía Hoa Kỳ thì họ muốn như vậy, họ sợ như vậy. Nhưng mà đằng sau cái sợ đó, Hoa Kỳ còn một cái con bài nữa, tức là Hoa Kỳ muốn đánh gục Huawei để mà hạ gục chính quyền Trung Hoa. Bởi vì chính quyền Trung Hoa, đa số những cái ông lớn đều có cổ phần ở trong Huawei cả. Nổi như tất cả những cái người lãnh đạo Trung Hoa kể như rằng là họ điều kiện, gia đình của họ điều kiện công ty Huawei. Cho nên nếu mà Huawei sập thì cái kinh tế Trung Hoa nó cũng phải sập theo. Cho nên mục đích của Hoa Kỳ là đánh cho sập kinh tế Trung Hoa. Trong cái cuộc chiến tranh bây giờ mà Hoa Kỳ nghĩ rằng người Trung Hoa sẽ làm bá chủ thế giới trong tương lai nếu mình không ngăn chặn, cho nên bây giờ họ đánh vào thương mại trước, rồi nhân tiện họ lợi dụng cái tình hình an ninh, họ đánh vào Huawei bởi vì không có cái lý do để họ đánh Huawei cả. Họ chỉ đánh vào chính phủ Trung Hoa mà thôi. Nhưng mà họ ràng buộc cái chính quyền Huawei với Trung Hoa để có cơ hội hạ sập cái nền kinh tế Trung Hoa. Thì tự nhiên là Huawei bị hạ sập thì Trung Hoa sẽ hạ sập. Cho nên họ làm đủ mọi cách. Và thứ nhất là người Đức không có kinh nghiệm về người Trung Hoa, nhưng mà người Úc và người Tân Tây Lan đều rất có kinh nghiệm với Trung Hoa, nhất là những gì mà người Úc chứng kiến người Trung Hoa xâm lăng nước Úc bằng kinh tế một cách hết sức rõ rệt. Cho nên nước Úc là hoàn toàn đi theo Hoa Kỳ trong vấn đề Huawei, và Tân Tây Lan là một nước láng giềng của Úc và nó cũng nói tiếng Anh, cho nên họ cũng thông cảm với Úc và họ cũng hiểu về người Trung Hoa rất là nhiều, cho nên họ đứng về phía phía Mỹ. Chỉ có những quốc gia khác là không đứng mà thôi, thì đó là cái lập trường hiện nay của họ. Nhưng mà rõ ràng là Huawei có thể có những cái lớn mạnh về 5G thiệt, nhưng mà cái sự lớn mạnh đó họ chỉ có cái mạnh về 5G mà thôi, còn những cái chuyện khác thì họ rất là bấp bênh. Ví dụ như cái cell phone mà họ làm ra sau khi Hoa Kỳ cấm Google không đưa vào cái Android, không cho họ làm cái hệ thống Android của Google, thì họ lập tức phải chế ra được một cái khác. Nhưng mà có vẻ như rằng là không có thành công lắm, và họ vẫn bán được cái điện thoại Huawei của họ, nhưng mà họ không nói được là bán bao nhiêu, chứng tỏ là không có thành công. Thì cái chuyện mà về sau người ta thấy rằng là các công ty Trung Hoa mà la ỏ bảo rằng họ có kỹ thuật cao, thì thực sự ra chỉ là đa số họ đều mượn kỹ thuật của Hoa Kỳ cả. Vì vậy cho nên khi mà người ta lộ diện ra Hoa Kỳ không bán hàng cho người Trung Hoa là người Trung Hoa lúng túng liền, các công ty Trung Hoa rất là lúng túng. Tuy nhiên thì được cả công ty Trung Hoa thì cũng thiệt hại cho Hoa Kỳ, bởi vì nếu Hoa Kỳ không bán hàng được ở Trung Hoa thì bán hàng cho ai?
Bởi vì không có cái nước nào mà có kỹ thuật cao và đã từng ăn cắp của Hoa Kỳ để xài hàng Hoa Kỳ cả. Vì vậy cho nên Hoa Kỳ lâm vào cái thế rất là khó, tức là đánh cũng có lời mà không đánh cũng có lời. Thành ra cái đó là một cái chuyện mà khó vô cùng. Vì kinh tế cũng là chính trị, dù muốn dù không, Đức đã là một cái quốc gia coi như là bất chấp áp lực của Hoa Kỳ và đang cản trở cái mục đích của Hoa Kỳ ngăn chặn Huawei. Trong khi Úc và Tân Tây Lan đã nhìn thấy cái vấn đề cho nên đã cấm không có được không thành có xài Huawei. Huawei. Yeah. Cho nên chính phủ Đức hiện tại đó là đã trên thực tế đã mắt nhắm mắt mở cho cái công ty coi như là công ty quốc gia lớn về truyền thông của Đức, Deutsche Telekom, đã từng sử dụng những cái máy móc về hệ thống của 5G từ lâu rồi. Cho nên bây giờ thì mới coi như là ra mặt và coi như là bất chấp, tuyên bố là sẽ đi với lại Huawei. Tổng thống Trump tới Dallas để tập hợp biểu dương lực lượng cho vận động tái tranh cử. Và đây là lần thứ 7 ông tới tiểu bang Cowboy trong kể từ khi mà ông nhậm chức từ năm 2017 cho tới nay. Trong lúc Dallas cũng như là Houston. Houston thì đã đành rồi, đã là một cái thành phố của dân chủ rồi. Nhưng mà một số quốc gia khác như El Paso, Dallas và đặc biệt là San Antonio và thủ phủ Austin đang bị cho là ngả màu. Từ đỏ sang coi như nhợt nhợt, bây giờ tím tím để mà từ từ sang màu xanh như là Beto O'Rourke nói hả chị? Dạ vâng. Dạ vâng, và cái cuộc biểu dương lần này của ông Trump tại thành phố Dallas diễn ra bên trong trung tâm American Airlines Center. Nó có cái bầu không khí khác hẳn so với tuần trước khi mà ông đến Minneapolis để mà vận động tranh cử tại tiểu bang Minnesota. Và lần này ở Dallas thì có khoảng chừng 30.000 người đã tới đây để mà nghe ông Trump đọc diễn thuyết. Và tất nhiên đây cũng là cơ hội để cho ông Trump đả kích những cái đối thủ thuộc đảng Dân Chủ. Trong đó lần này người dính đảng là ông Beto O'Rourke, người mà có chủ trương là sẽ thu hồi tất cả những cái loại vũ khí cũng như là đánh thuế lên những cái trung tâm tôn giáo tại Hoa Kỳ. Và rất là nhiều người tại Dallas người ta tỏ ý người ta ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên giống như chú Vũ Kiểm vừa mới đề cập thì những thành phố lớn của Texas như là Austin và Dallas trong thời gian gần đây đã có chủ hướng, có xu hướng đi qua ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Tuy nhiên cái phía ủy ban của đảng Cộng Hòa nói rằng trong năm 2020 sắp tới thì họ sẽ chắc chắn làm tất cả những gì có thể để mà giành được chiến thắng từ giới cử tri. Dạ vâng. Thứ nhất là mình phải để ý rằng là cái tiểu bang Texas bắt đầu nó gạm màu xanh, cho nên ông Trump cũng đến đây nhiều lần. Ông muốn lật ngược lại cái thế cờ. Tại sao lại nó gạm màu xanh? Là bởi vì người Mỹ nhiều quá. Bây giờ người Mỹ ở ngay các thành phố lớn đều rất là nhiều, người Hispanic rất là nhiều. Và người Hispanic thì họ rất là giận ông Trump về các cái vấn đề là di dân, bởi vì người di dân Hispanic bị ngăn cấm không được đi vào Hoa Kỳ. Cho nên phần nào trong họ họ cũng không thích ông Trump. Cho nên bây giờ đây, trong khi ông đến Dallas thì cái bài diễn văn của ông là ca tụng người Hispanic rất là ghê gớm. Ông còn bảo rằng là người Hispanic bây giờ nó đỡ lắm rồi, bởi vì income của người Hispanic cũng là cao hơn trước. Tức là dĩ nhiên ông nói đây là nói cái người Hispanic mà hợp pháp. Ông không nói đến người Hispanic bất hợp pháp mà ông cấm cản không cho đi vào đất Mỹ. Thì đó là những cái gì mà ông nói hiện nay. Cho nên cái bài diễn văn của ông ca tụng người Hispanic rất là mạnh mẽ. Và người ta nói rằng là khi ông đến Dallas thì cái tình hình biểu dương lực lượng của ông tại Dallas nó khác hẳn Minnesota. Tại sao? Nó chỉ khác là khác bên ngoài thôi. Tại Minnesota bên trong là những người mua vé đi vào thì họ hoàn toàn ủng hộ ông Trump, đến 20.000 người thì họ la ó và hoan hô ông Trump. Nhưng mà bên ngoài những kẻ chống ông Trump thì biểu tình đốt nón ông Trump, đốt đủ thứ, đốt cái nón MAGA, đốt đủ thứ hết và làm rối loạn. Trong khi đó thì cuộc biểu dương lực lượng của ông Trump tại Dallas thì hoàn toàn phải nói rằng là thắng lợi. Ở bên trong người ta mua vé vào, người ta đi vào ngồi ở trong đó dĩ nhiên là người của phe ông Trump. Bên ngoài 30.000 người tập trung trước các cái TV rất là lớn, được cái màn ảnh hết sức lớn để mà nghe ông Trump nói chuyện, và không có một cái lực lượng nào chống ông Trump ở bên ngoài cái trung tâm mà American Airlines cả. Thì đó là cái tình hình mới nhất cho thấy rằng là cái ảnh hưởng của cái cuộc rally, tức là cái cuộc biểu dương lực lượng của ông Trump có vẻ tốt hơn nhiều ở Minnesota.
Nhưng mà cái thực tế đây cho thấy chỗ nào mà Tổng thống đích thân tới để mà đi vận động đó là nơi đó đang bị động. Tức là tiểu bang Texas trên thực rồi. Tế đang coi như là chuyển hướng cái xu hướng chính trị, bởi vì cái tỷ số của những người thành phần di dân đông quá cho nên họ đang hướng về bên phía đảng Dân Chủ. Political correct, anh cơ. Anh không được dùng cái chữ là di dân bất hợp pháp hoặc di dân lậu. Cái đó bây giờ là một điều cấm kỵ. Cũng như là Liên Hợp Quốc họ không được, họ cấm dùng cái chữ kêu là gái điếm. Gái mà điếm. Phải dùng chữ là sexual worker. Đúng rồi, bây giờ họ không dùng cái illegal alien nữa, mà họ chỉ dùng chung là immigrant. Di dân thôi, chứ không có lậu liếc gì ở đây. Anh cơ cẩn thận nha anh cơ. Mẹ ở đây cũng nhiều lắm á. Bây giờ nói chuyện mẹ thì băng đảng ma túy tấn công lực lượng an ninh giải thoát cho con trai chủ ma túy El Chapo. Cái vụ coi như là tấn công giải thoát này vô cùng kinh hoàng đã xảy ra tại cái vùng mà thành phố Culiacán. Đây là cái xào huyệt của băng đảng của ông chùm ma túy mà đã bị kết tội. Hiện đang bị giam một nhà tù kiên cố ở tại nước Mỹ sau cái phiên tòa dài ở bên New York. Đó là băng đảng ma túy Sinaloa. Quỳnh Anh sẽ đi vào chi tiết về cái bản tin này. Bao nhiêu người thiệt mạng trong vụ giải cứu này? Dạ vâng, thì tính đến nay thì đã có 14 người chết rồi. Và trong tương lai thì sẽ con số này sẽ gia tăng. Và thưa quý vị, thì cái màn đấu súng giữa những cái chiến binh mà có vũ trang và lực lượng cảnh sát của Mỹ Tây Cơ đã diễn ra tại thành phố Caluacan, nằm cách thủ đô Mexico City khoảng 770 dặm về hướng Tây Bắc. Và trong cái màn đấu súng này thì cái nhóm phiến quân người ta đã giúp giải cứu được một trong 12 người con trai của trùm băng đảng Sinaloa là El Chapo Guzman. Và sau cái màn đấu súng này thì nhiều người người ta đã đưa ra những lời chỉ trích đối với lại chính phủ, bởi vì tại sao quân đội lại rút quân khi mà đang có chiến cuộc như vậy. Thì bên phía cảnh sát nói rằng họ quyết định rút quân là bởi vì không muốn có thêm thương vong xảy ra khi mà đã có 14 người chết và nhiều người bị thương trong cái màn đấu súng này. Và sau đó thì đã có một nhóm tội phạm cũng đã vượt ngục ra khỏi thành phố Culiacán, dẫn tới việc là có những cái vụ đập phá, đốt phá ở trên đường phố gây nên bạo động, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân cũng như là cơ sở thương mại ở trong vùng. Và vài nét về người con trai vừa mới đạo tẩu của El Chapo Guzman, thì người này chỉ mới 28 tuổi và đã gia nhập vào băng đảng từ khi còn là thanh thiếu niên. Dạ vâng, cái vụ này nó lôi thôi lắm, mà tôi được cái là ngồi lâu thành nó đọc nó kỹ hơn. Nó như thế này, thành phố Culiacán là cái thành phố mà cách Mexico City thủ đô 700 mile, tức là cũng gần xếp đôi Houston và Dallas. Nó là rất là xa. Houston, Dallas thì quý vị biết rồi. Và nó xa hơn nữa là Culiacán đối với Mexico City tới 700 mile, Houston, Dallas chỉ có 400-500 gì thôi. Thì trong khi mà tấn công là tại thành phố đó, một cái đội toán tuần tiệu, họ đi ngang một căn nhà thì họ nghĩ rằng là họ chắc chắn là họ biết trước là trong căn nhà đó có người con trai của ông El Chapo. Thì họ đi ngang thì dĩ nhiên trong căn nhà nó có ông này rồi, và đồng đảng của ông thì trong căn nhà đó họ biết là có sắp bị bắt, cho nên họ bắn ra trước, họ tấn công trước, họ bắn ra và cảnh sát ập vào liền. Ập vào xong thì họ nhìn thấy cái người con trai của ông El Chapo, họ bắt được ngay. Và trong khi họ bắt được ngay á, thì họ lại bị tấn công bởi một cái toán khác từ bên ngoài tấn công vào. Và cái toán này đó tấn công rất là mạnh bạo, đến nỗi rằng là cảnh sát sau khi bắt được con trai ông El Chapo rồi phải bỏ chạy. Nhưng mà họ muốn bỏ chạy và thoát thân thì họ phải thả ông này ra. Nếu họ đem theo thì cái đám đó họ còn đuổi theo được và sẽ giết mất. Cho nên họ phải thả cái người mà họ bắt rồi, thả để lại ngay tại chỗ, rồi họ chạy ra ngoài. Thì trong khi họ chạy ra ngoài thì cái đám mà tấn công vào cái nhà mà có ông El Chapo ở đó đó rất là lớn. Đám này thì một mặt tấn công, rồi một mặt họ gây ra những cái rối loạn khác trong thành phố để cho cảnh sát phân tán và không tập trung vào cái chỗ mà ông El Chapo, người con trai ông, đang bị bắt. Cho nên họ đốt nhà tù, họ đốt một chiếc xe rất lớn ở ngoài đường, rồi họ tổ chức bắn nhau khắp nơi và giải thoát cái nhà tù để cho mấy người trong tù trong đó trốn ra ngoài. Họ gây rối loạn khắp thành phố, cho nên cái vụ này thì nhân viên an ninh họ thua cuộc, bởi vì bên kia lực lượng bên kia nó lớn hơn nhiều, và họ phải coi như là bắt được ông này rồi phải thả ông này ra thôi. Đó là cái tình hình mới nhất như vậy, khiến cho 14 người chết như chị Đoan Loan tin.
tức là có kế hoạch rất là chặt chẽ ở xa thủ đô, cho nên quân đội của Mỹ cũng không có tiếp ứng. Dạ, đây là cái nơi mà hang ổ của Sinaloa. Dạ vâng. Có một cái tin này anh Cơ và chị Quỳnh Anh, tôi cũng hơi coi như là thắc mắc. Mẹ trục xuất 311 người Ấn về lại Ấn Độ. Không lẽ người dân Ấn cũng tìm đường qua nước Mỹ bằng ngả của mẹ? Dạ thưa anh, đúng. Có chuyện đó hả? Dạ vâng. Tôi không dám nói là người Ấn lậu nha. Tức là đi tìm đường vào biên giới Mỹ. Tìm đường cứu nước. Tìm đường cứu nước. Tại sao lại có chuyện này? Họ đi bằng cái cách gì, trả tiền để được visa qua Mỹ hay là Mỹ? Dạ thưa anh, họ mua visa, họ nộp visa xin đi Mỹ chơi thôi. Dạ vâng. Và tất nhiên thì Ấn Độ là quốc gia được cho là một trong những nước có cái lượng dân số đông đảo nhất ở trên thế giới. Và cái tình trạng giống như phụ nữ bị hiếp đáp thì nó cũng là động lực khiến cho nhiều người ta quyết định bỏ xứ để mà đi lánh nạn ở một quốc gia khác. Thì thưa quý vị, trong suốt thời gian qua thì khi mà nhắc tới di dân Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ thì nhiều người ta chỉ chú ý đến cái nhóm sắc dân đến từ Trung Mỹ như là El Salvador, Honduras và Guatemala. Tuy nhiên, những bản tin gần đây thì cũng nhắc tới một vài sắc dân khác, đó là những người đến từ lục địa Phi Châu và nay là những người Ấn Độ. Và nguyên nhân khiến cho chính phủ Mỹ Tây Cơ phải trục xuất hơn 300 người này về lại thủ đô New Delhi là bởi vì hiện tại cái lượng di dân bị kẹt lại Mỹ Tây Cơ mà chờ ở bên phía Hoa Kỳ xét đơn xin tị nạn đó, nó đã quá tải rồi và bên phía của Mỹ cũng không có đủ ngân sách để mà tiếp nhận thêm bất cứ ai khác. Và cái thỏa thuận mà Mỹ Tây Cơ đạt được với Hoa Kỳ vào hồi tháng 6 cũng góp phần khiến cho cái lượng di dân đổ xô sang Hoa Kỳ giảm đi, bởi vì ông Trump đã dùng đòn kinh tế đó là đe dọa áp đặt 5% thuế mậu dịch lên Mỹ Tây Cơ nếu như mà quốc gia này không có chịu đưa ra những giải pháp đối phó với lại làn sóng di dân. Dạ, 300 người Mỹ này thì có 300 người đàn ông, 311 người, trong đó 310 người đàn ông và một phụ nữ người Ấn Độ. Những người này ở bên đất của đất Ấn thì ở xung quanh 8 tiểu bang, mà xung quanh cái tiểu bang gọi là Punjab. Thì tám mấy cái người này thì họ đi visa để qua bên Ấn rồi họ tìm cách trốn vào nước Mỹ, nhưng mà họ bị bắt ngay ở bên đất Ấn. Có lẽ là họ ở quá hàng, bởi vì người Ấn Độ không thể nào mà nhìn thấy rất là rõ ràng so với người Mỹ, thành ra người Mỹ họ bắt được ngay những cái người này. Và bây giờ đây thì Ấn Độ cũng là đồng minh của Mỹ rồi, do những cái cuộc giao thương gần đây giữa ông Modi và ông Trump, cho nên họ bằng lòng tiếp nhận 311 người này. Nếu vì họ không tiếp nhận thì người Mỹ cũng chịu thôi. Ví dụ như họ không thể thuê phi cơ trở về thả trên đất Ấn được, bởi vì người Ấn không nhận thì chịu. Cho nên người Ấn đã bằng lòng nhận những người này về để mà điều tra và bắt giữ lại họ lại trên đất Ấn về cái tội mưu định vượt biên bất hợp pháp, hay là ở bên nước Mẹ quá hàng visa của Ấn Độ. Thì đó là những cái gì mà người ta nói. Thì dĩ nhiên là cái này cũng là phải công của ông Trump, bởi vì ông Trump đi đôi đi đêm được với ông Modi, cho nên ông Modi mới chịu nhận những người này. Nếu như họ không chịu nhận thì nước Mẹ cũng chịu thôi, không có làm gì được, phải ôm cái đám người đó thôi. Rồi lần hồi cũng phải thả ra, rồi họ lại bò qua lại thôi. Catch and release. Hồng Kông chờ đợi biểu tình tương đối là lớn trong cuối tuần này. Anh Cơ có muốn đầu tư với tôi đi tìm đường qua Hồng Kông mua dự pháp về lại Houston bán không anh? Rồi Mi Mạc Ten đang on sale. Dạ vâng, thì Hồng Kông cuối tuần này là một cái ngày rất là quan trọng, bởi vì phải nói rằng là trong cái thời gian gần đây các cuộc biểu tình ở bên Hồng Kông đó là giảm đi rất là nhiều. Ngày thường thì cũng đã giảm nhiều rồi, nhưng mà họ chỉ trông chờ vào ngày cuối tuần thôi, bởi vì người ta đều phải đi làm. Cho nên những ngày cuối tuần những người biểu tình họ có thể dễ dàng nghỉ hơn. Vì vậy họ dự định là một cái ngày biểu tình vào cái cuối ngày thứ sáu cho đến ngày thứ bảy. Thì cuối ngày thứ sáu tức là ngày hôm nay họ sẽ là lập một cái hàng rào dài người xuyên qua các cái trung tâm xe điện ngầm để biểu dương lực lượng. Thì dĩ nhiên bây giờ họ biểu tình chỉ có biểu dương lực lượng mà thôi, và họ xin phép để ngày cuối tuần chủ nhật sẽ có một cuộc biểu tình lớn ở ngay thủ Hồng Kông. Nhưng mà lực lượng của cảnh sát đã bác bỏ cái đơn xin này rồi. Nhưng mà bác là một chuyện, mà họ tập hợp lại là một cái chuyện khác. Nhưng mà rõ ràng là họ cố tình xin phép, nhưng mà họ biết rằng chính phủ sẽ bác bỏ. Nhưng mà họ cố ý để mà làm cho rằng là cái lời biểu tình của họ nó có hiệu lực, nghĩa là họ cố tình làm cho chính phủ xâm phạm cái luật lệ về biểu tình.
để cho không cho phép họ biểu tình, thì đó là cái tình hình mới nhất. Và người Hồng Kông đang chờ đợi cái ngày cuối tuần này nó sẽ diễn ra rất là ghê gớm. Cũng là những cuộc biểu tình ở bên kia Âu Châu, Barcelona tiếp tục bước sang ngày thứ năm. Cái vấn đề chính ở đây đó là đã làm cho nhiều coi như là cuồng fan của thế giới túc cầu, đặc biệt là hai đội nổi tiếng Real Madrid cũng như là đội Barcelona. Barcelona có danh thủ của Argentina là Lionel Messi. Real Madrid dẫn đầu bởi ông huấn luyện viên trưởng là Zidane, là một tuyển thủ của nước Pháp và đã có rất nhiều thành tích. Cho nên cái trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid đúng ra đó dự trù vào ngày 26 tháng 10 đã bị dời lại bởi vì lo ngại về tình hình mất an ninh ở tại khu vực này. Diễn biến mới nhất liên quan tới cái vụ biểu tình này cũng như là tương lai có thể lại đưa cái hồ sơ muốn tách ra khỏi trung ương của Tây Ban Nha ra sao, mời chị Quỳnh Anh và anh Cơ. Dạ vâng, thì nguyên nhân dẫn tới cái vụ bạo động lần này là do bên phía của Tây Ban Nha đã ra lệnh truy tố những cái giới chức trách lãnh đạo vùng Catalan, mà những người mà có chủ trương ủng hộ cho việc cái vùng đất này tuyên bố độc lập khỏi sự cai trị của Tây Ban Nha. Và tính đến ngày thứ năm thì đã có 16 người bị bắt trên toàn khu vực, trong khi đó có 42 người đã bị thương tích nặng nhẹ khác nhau. Và cái cuộc trận đấu túc cầu giữa đội Barcelona và Real Madrid được ấn định diễn ra vào ngày 26 tháng 10 đã tạm thời bị trì hoãn sang một ngày khác bởi vì lý do an ninh, là có rất là nhiều người ta xuống đường đập phá, buộc chính quyền phải đóng cửa tất cả những ngã đường dẫn vào Barcelona nói chung và Catalonia nói riêng. Và cựu lãnh đạo của vùng Catalan là ông Carles Puigdemont, người từng sang Bỉ Quốc để mà sống lưu vong, thì ông nói rằng là hiện tại thì ông đã được phép là tại ngoại hầu tra và sẽ tiếp tục kêu gọi những người dân ủng hộ cho vùng Catalan xuống đường biểu tình. Dạ vâng. Thứ nhất là cái cuộc biểu tình này, cái cuộc mà trận banh này đó thì phải nói rằng là thiên chốt, bởi vì là Barcelona mà đấu với Madrid, tức là Catalonia đấu với Tây Ban Nha. Đúng rồi. Rõ ràng bây giờ ở bên ngoài tranh đấu thì thua, nhưng mà đấu bóng thì có thể ăn. Thành ra sẽ có những cái lực lượng mà ủng hộ Catalonia, rồi có chắc những lực lượng ủng hộ Tây Ban Nha. Dạ. Hai lực lượng đó sẽ đánh lộn nhau khi mà có kết quả cuộc cái trận đấu đó. Nó có rõ rệt là ai thắng ai thua. Thì bên ngoài người ta sẽ đánh nhau bởi vì một bên muốn, một bên là đại diện cho Barcelona là cái nơi mà thủ đô của đúng một cái nơi vậy. Đòi tự trị, còn dạ. bên kia là nơi của cái lực lượng hiếp pháp, tức là đúng lực lượng Madrid, của Tây Ban Nha, dạ. mà Madrid là thủ đô. Vậy cho nên nó là một cái cuộc đấu giữa thao trường và chính trường, tức là vừa cả chính trị và thể thao. Một... thì họ không thể nào đúng mà chịu được, nên họ phải ngăn bớt một trong hai trận đấu. Có cái tin này vui, ở một phút cuối chúng tôi muốn điểm qua, đó là Trung Hoa dự tính nâng cao tổng số những người săn sóc cho thành phần cao niên lên thành cái con số là 2 triệu người. Nhưng mà có cái yếu tố làm cho tôi vô cùng là ngờ vực và không biết. Đòi hỏi tức là cái bằng cấp giảm cái tiêu chuẩn xuống. Yeah. Đi coi người già có phải cần có bằng cấp gì? Cô y tá Quỳnh Anh. Dạ vâng, tất nhiên cần gì? Rất là nhiều bằng cấp. Bởi vì người già thì cũng là con người. Okay. Và người già thì có những cái sự cần thiết khác so với lại người trẻ và người khỏe mạnh. Ok. Dạ vâng. Dạ thì đúng rồi, người họ có một cái ngành học riêng dạ. để mà săn sóc người già dạ. Nhưng mà săn sóc người già ở đây đối với các cái nước như Trung Hoa hay là Việt Nam thì phải nói rằng cũng là tương đối đơn giản, bởi vì họ đâu có cần những cái gì nhiều. Tại sao mà phải săn sóc người già là vì như vậy, gia đình người Trung Hoa không có con nhiều, chỉ có một đứa con mà thôi dạ. Cho nên hai vợ chồng mà phải coi lại bốn ông già hai người đàn ông, hai ông già bà già và hai cặp vợ chồng của cha và mẹ, tức là của chồng và vợ, thành ra tới 4 người. Họ coi không nổi cho nên họ phải nhờ người săn sóc. Và người săn sóc đây thì hồi xưa người Trung Hoa đòi là phải có bằng tú tài. Mặc dù rằng trường đại học Trung Hoa nó có một cái khu vực mà chỉ một cái nhánh đào tạo những cái người già, nhưng mà chỉ người trung cấp đây thì họ chỉ muốn là người có bằng trung học thôi. Nhưng bây giờ để họ dự định hạ cái bằng trung học đó xuống, người là không cần bằng trung học nữa dạ. Chỉ cần là có người là tốt rồi, còn hơn là không có người dạ. Thì đó là lập trường của họ hiện nay. Cảm ơn anh Cơ, chị Quỳnh Anh. Và cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Network và Việt Radio.